Tiểu Phương Tony TV. Mình mới vừa học hỏi và nghiên cứu được cái món này nè, rất là thơm ngon. Món này các bạn trẻ rất là yêu thích luôn. Đó chính là món bánh mì cuộn xúc xích. Để mà làm được món này á, mình có chuẩn bị nguyên liệu như là bột mì chuyên dụng cho bánh mì nè các bạn. Bột mì này mình mua ở siêu thị nha. Kế tiếp thì mình có sữa tươi không đường, xúc xích, trứng, đường, bơ lạc, một ít muối, men khô. Bây giờ thì mình sẽ pha bột thôi. Mình sẽ dùng 300g bột mì nha các bạn. Đây chị con giùm em đi chị Thảo. Ok. Rồi xé ra nè. 300g không Phương? Dạ đúng rồi. Bột mì thì mình sẽ cân 300g nha. Rồi xong rồi đó. Rồi chị cân đủ rồi đúng không? Ok đủ rồi đó. Rồi em đỡ bột vô nè. Anh Đại đập trứng theo chén giùm em đi. Ừ. Đập để vô. Còn trứng này thì mình sẽ lấy chồng đỏ nha các bạn. Rồi con sẽ để đường nè. Rồi tiếp là muối. Đường á thì mình sẽ để 50g nha. Nó khuấy đều lên. Rồi kế tiếp thì mình sẽ để men khô. Để vô nè. Khuấy đều lên tiếp tục. Anh Đại ơi, quậy trứng xong chưa? Rồi nè. Dạ đây đem đổ vô cho. Đổ vô nè. Mình sẽ đổ sữa vô luôn nha các bạn. Mình sẽ để 150ml sữa không đường nha. Rồi khuấy đều lên. Mình đánh bột đã đều rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang máy. Đánh trong vòng 5 phút rồi mình sẽ để bơ vô nha. Rồi, đánh thôi. Mở tay chưa Hương đi chị đánh cho. Nghe chị Thảo. Rồi dịch đi. Để thấy bột nó giờ nó mịn rồi nè Phương. Dạ, chị đánh chút xíu nó đi là được rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ bỏ bơ đúng không Phương? Dạ đúng rồi. Rồi bỏ vô nè. Nó béo với nó hơm hơn. Mịn rồi đó anh Đại ơi. Vậy là được rồi đó. Bây giờ mình ủ bột đi. Ừ. Anh lấy cái này đem nhét cho. Rồi đem đi ủ. Rồi đó. Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ bọc màng thực phẩm lại. Rồi để ngoài nắng trong vòng 1 tiếng đồng hồ để mà ủ nha các bạn. Rồi đó chị. Đây chị cắt đi chị Thanh. Trời. Mình đã bột màng thực phẩm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem ra phơi nắng, ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đem ra phơi. Later that night. Bột được rồi nè mấy anh chị ơi. Rồi bây giờ mình nặn bánh thôi. Trời ơi, bột nè, bự dữ Phương. Dạ đúng rồi. Rồi giờ nặn bánh rồi. Rồi mở ra đi chị Thảo. Mang bao tay vô. Rồi mang bao tay vô. Rồi bây giờ mình làm bánh thôi mấy anh chị ơi. Ừ, đưa đây. Lấy bột đi. Phương ơi, anh tới nè. Anh vừa tới luôn hả? Anh lại đây vô làm tiếp tụi em nè. Ủa, làm gì Phương? Dạ, hôm nay mình làm bánh cuộn xúc xích. Rồi, Cương đang làm cái gì vậy? Dạ, em đang nắn bột nè. Rồi, để anh nắn tiếp cho. Nắn cái hình sao Phương? Dạ, giờ anh lấy cái cán, anh cán cái bột này ra cho nó thiệt dẹp đi, em chỉ tiếp. Ừ. Ở dưới tấm thớt đó các bạn, mình có trả một lớp bột khô nè, cho đừng có dính thớt nha. Bột này hơi dính chút xíu. Mình đang tạo bánh hình con cá sấu nè. Nhưng mà con cá sấu này hơi cục nha. Đó. Cái mỏ của nó này các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo độ sâu cho cái cổ của nó. Kế tiếp thì mình sẽ làm cái tai. Nhét vô.
dùng cây kéo cắt mấy ngón chân của nó. Đừng khó nghe chà. Đó, 3 ngón rồi được rồi. Rồi làm tiếp bên đây. Đó, làm hai con mắt lòi vô con cá sấu luôn nha các bạn. Con mắt bên đây. Rồi hả cái miệng ra đi. Rồi xong. Còn chị thì đang nắn cái bánh hình con bạch tuộc. Đó, kéo mấy cái râu nó ra nè. Em thấy nó giống sao biển quá chị Thảo ơi. Tuộc của ông ta vậy mà nó sao biển gì trời. Thấy không, râu dài nè. Đó, quá đẹp. Đẹp thiệt. Mình đang làm con gì mình cũng không biết nữa. Tại mình hơi xúc xích nên mình làm cái mình để vô luôn. Đó, xong rồi ra hình vậy nè. Rồi đem để vào bên đây. Xong con cua nè các bạn ơi. Hơi bị đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ đem lại mâm. Đây mâm nè Phương ơi. Dạ bây giờ mình quét trứng cho nè rồi đem đi nướng. Ờ quét đi. Em quét Thảo ơi. Bài ra quá. Thiệt đều luôn. Đó đó chị mượn ơi Phương. Chưa 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 mấy con cá sấu đi. Rồi mình quét đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng thôi. Tụi đem đi nướng đi Phương đi chị nắng tiếp tục. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem bánh vô lò để mà nướng. Rẽ bánh vô. Rồi được rồi đó. Đóng cửa lại. Mình sẽ chỉnh nhiệt độ là 250 lửa trên lửa dưới nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ dặn 20 phút nè. Thời gian nướng bánh là 20 phút nha các bạn. Hết 20 phút thì bánh sẽ chín. Rồi bây giờ thì mình sẽ chờ thôi. Bánh của mình đã chín rồi đó. Để mình thăm thử coi. Hả? Lần đầu tiên mình làm, mình chỉnh lửa hơi cao, bánh của mình bị sậm màu nè các bạn. Nhưng mà không có sao đâu, đây là lần đầu tiên mình làm, chưa có kinh nghiệm. Mẻ sau thì mình sẽ chỉnh lửa nhỏ lại là ok. Rồi, lấy ra thôi, để mẻ hai vô. Mẻ thứ hai của mình cũng đã chín rồi đó. Rồi, mình chỉnh nhỏ lửa lại, màu sắc rất là rực rỡ luôn, với lại điều màu nữa. Quá tuyệt vời. Thôi bây giờ thì mình sẽ bưng ra ngoài cho mấy anh chị thưởng thức. Bây giờ mình thưởng thức thôi mấy anh chị ơi. Ủa, mẹ bánh sậm màu của mình đâu rồi? À, anh để trên đây nè. Anh lấy xuống đi. Lấy xuống đây. Đây. Hơi bị hấp dẫn nha các bạn. Mới đầu mình làm bánh nhìn không đẹp mà nướng lên đẹp quá hết Phương. Dạ đúng rồi. Mẻ đầu tiên nè em dặn lửa hơi quá tay. Còn mẻ này em rút kinh nghiệm lại rồi đó. Rồi bây giờ mình mời các bạn để mình thưởng thức thôi. Món bánh mì cuộn xúc xích của mình đã hoàn thành rồi. Mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức. Rồi mời bạn chưa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Cái này mình sẽ là ăn cái này là bánh sừng trâu nè. Rồi mời các bạn nha. Ừ. Mình kiếm cái bánh à. Đây cái bánh này sáng mình làm nè mà không biết cái gì luôn. Đây mình sẽ ăn cái bánh của mình làm nha các bạn. Nó quá trời bự luôn rồi. Mình thì phải ăn mấy cái ổ bánh mì các bạn mà nó sậm sậm bên trên nè. Nó ngon chứ nó giòn nữa. Cái này không phải là khét đâu mà tại nó sậm màu á. Đây mình ăn cái mới này các bạn. Mới đây mình ăn hết một cái rồi đó. Cái này giòn. Cái vỏ bánh mì bên ngoài rất là ngon luôn. Kèm theo xúc xích bên trong nữa. Quá tuyệt vời luôn á các bạn. Chị thích ăn nhất là bánh mì mặn đó Phương. Bánh này ngon lắm luôn á. Anh Thanh thấy sao? Ngon cưng ơi, nhưng mà để miếng tương ớt nó ngon dữ nữa. Quá hấp dẫn rồi.
Đây là lần đầu tiên mấy anh chị em mình làm bánh mì, nhưng mà cũng rất là thành công luôn đó nha các bạn. Màu sắc rất là đẹp luôn nè. Còn đây là mé đầu tiên, mình dặn lỡ hơi cao cho nên nó hơi bị đậm màu một chút xíu, nhưng mà không có sao. Mé hai này nè, mình khắc phục lên nè các bạn, rất là đẹp luôn á. Rồi thôi mấy anh chị ăn tiếp đi. Nè chị Thảo. Rồi ăn tiếp rồi, các bạn ăn tiếp đi. Nè, đây. Đó, bánh rất là đẹp luôn đó nha. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Cái lớp vỏ bên ngoài nó có trứng với lại bơ các bạn, cho nên rất là thơm luôn. Với lại xốp nữa. Để mình xé ra cho các bạn xem nè. Đó, quá đã luôn nha. Quá ngon các bạn ơi. Nãy giờ mình ăn là 3 cái nữa. Quá tuyệt trời luôn. Mới đầu vô các bạn mình ăn bánh mì ngon dữ lắm, bây giờ ăn nhiều quá ngán rồi. Đúng rồi đó, nãy giờ mấy anh chị ăn no luôn rồi. Dạ, thôi kết thúc video đi Phương. Dạ, nếu các bạn thích video bánh mì cuộn xúc xích này của mình, hãy cho đăng ký một like, bấm chuông để nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Tony TV nha. Còn bây giờ thì bye bye, nhớ chung chia sẻ nha.